Hello, Út Nông Dân chào các bạn nha. Thì Út cũng mới vừa đi vô đại lý lấy thuốc về, chuẩn bị ngày mai mình lên tạo mầm nha các bạn. Thì cũng làm cái video clip ngắn ngắn để chia sẻ các bạn cho vui nha. Thì bột tạo mầm thì nó cũng rất là đơn giản, dễ làm dễ xịt các bạn, chứ nó không có gì cầu kỳ phức tạp như người ta nha. Út thì út cái nào mà nó đơn giản hiệu quả thì mình ưu tiên nha, chứ không có làm rườm rà chi cho nó tốn tiền như các bạn, phức tạp chi chứ nha. Rồi, để lấy ra chia sẻ cho các bạn luôn nha. Đây nè, cái thằng này là cái thằng chủ lực nha các bạn, thằng chủ lực này để giới thiệu từ từ cái cho các bạn dễ nắm nha. Tạo mầm mạnh nè các bạn, ba con rồng, công ty ba con rồng cái gì nè, phân bón hỗn hợp NPK Song Long 10 50 10, thành phần của nó nè các bạn, NPK nè các bạn, 10 đạm nè các bạn, 10 50 50 lân và 10 kali nè các bạn, lân cao nha, lân cao là lân tạo mầm, nó có để là dạng cha lát dừa glucosamino gì nè. Cái này thì mình không quan tâm nha, quan trọng là cái hiệu quả chất lượng để giới thiệu các bạn thôi. Này, thành phần sau thì nó để nè các bạn, nó cũng để rất là rõ ràng nha, để quay cho các bạn coi cái công dụng của nó. Dưỡng chất hấp thu nhanh, giúp cây phân hóa mầm hoa mạnh nha, tạo mầm hoa ra nhiều hoa đồng loạt, tăng sức sống hạt phấn nè, giới thiệu rất là nhiều các bạn. Mà sản phẩm cực mạnh cho tất cả các loại cây trái đây các bạn, cái liều lượng thì nó cũng đã ghi rồi. Cái này có bịch này 1 kg nha các bạn, công ty của ba con rồng, hàng này hàng Việt Nam nha, chứ không phải là hàng nhập gì nha các bạn, cũng rẻ tiền lắm chứ nó cũng mắc. Này 1 kg này thì bạn khoa cho Út là 400 lít nước là ok, là bao vừa đủ vừa im, không dư cũng không thiếu nha, là vừa đủ sức để nó đánh bật cái mầm qua của mình ra. Chứ các bạn đừng có xịt quá liều nha. Ký này thì nửa ký là xịt phi 200 lít, ký này xịt 400 lít thì là ok. Thì cái thằng này thì các bạn kết hợp với thằng này nữa rồi các bạn, phải kết hợp nha, hợp ít nhất cũng phải 2-3 loại chứ không phải là xịt một loại là được nha. Siêu lân đỏ nè các bạn, phân quá mầm qua ra rễ non cực mạnh, hạ phèn, giải độc hữu cơ, hàng chế tuyến tùng, xịu mũ thân nữa các bạn. Thì những video tiếp trước thì Út cũng có giới thiệu này rồi, nhưng mà bây giờ sẵn cái đợt xịt tạo mầm thì Út cũng giới thiệu luôn nha. Thì làm tới đâu thì mình chia sẻ tới đó để cho các bạn dễ nắm dễ hiểu nha, chứ không có nói lung tung, mà kiểu mà nói lung tung mà không có thuốc men hay cũng không có thời điểm để chia sẻ thời điểm thì các bạn sẽ khó rất là nắm nha, khó nắm đó nha. Siêu lân đỏ nè các bạn, đậm đặc nè, mà nó rất là nó cũng đặc lắm các bạn. Rồi bây giờ mặt sau giới thiệu luôn cho các bạn xem nha. Rồi, hướng dẫn sử dụng nè các bạn, giai đoạn tạo mầm qua nè các bạn, sau khi sử dụng Pacovitazon thì nó để vậy thôi, nó để thì nó để vậy thôi, nhưng mà thật sự là mình phải là xịt tạo mầm ít nhất 2 lần trước khi lên phát lo nha các bạn. Các bạn nhớ là phải xịt ít nhất 2 lần tạo mầm trước khi bên phát lo thì cái phát lo nó mới hiệu quả, nó mới đạt nha. Chứ các bạn xịt 2 lần là đủ rồi, chứ không cần xịt 3-4 lần chi cho nó hại cây của mình. Đấy các bạn. Cái chai này thì chai này chai nửa lít thì các bạn pha cho 1 phi 200 lít này, nó để các bạn chai 500ml cho 1 phi 200 lít 250ml thì các bạn pha phi 200 lít là được rồi, ngon lành, vừa dặn luôn. Thì cái thành phần nó cũng ghi rất là rõ ràng nữa các bạn. Lân nó là 20%, kali nó là chỉ có 2% thôi. Thì thằng này thì dòng kết hợp thôi. Đây là công dụng là phân hóa mầm qua cực mạnh các bạn, giúp cây con mau ra bén rễ nè, phát triển xanh mạnh nè, lá xanh mượt nè, rất là nhiều công dụng nha. Nhưng mà mục đích chính của mình đây là mình tạo mầm hoa, thì mình kết hợp với thằng Song Long 10 50 10 này cho nó tăng cái hiệu quả nha, nó đẩy bật cái mầm hoa mắc cua của mình ra nó mới đạt nha các bạn. Chứ xịt không một thằng thì nó cũng không
không có đủ đô nha. Đủ đô là cái cây của mình nó không có đủ lực để nó ra. Thì Út nói lại là các bạn trước khi vào làm bông, làm trái thì các bạn sẽ phải xịt tàu mầm ít nhất 2 lần. Rồi mình mới đậy mũ và mình lên phát lo nha, hoặc là lên phát lo trước đậy mũ sau, đó cái đó tùy các bạn thôi. Rồi ok, thì cái này là chiếu bầu tàu mầm thì chỉ đơn giản hàng này thôi. Thì nhưng mà cái tình hình đó, đọt thì nó cũng có các bạn, đọt thì nó cũng còn số, thì nó cũng mới vừa mở lá với con số nó búp đọt nữa, nên mình bắt buộc mình cũng phải dưỡng đọt nha, phải xịt gầy nha các bạn, dưỡng đọt nha, để mình cái cơ đọt này còn gầy nó phá này rất là uổng nha. Thì mình xịt tàu mầm 2 lần thì cũng phải tầm nửa tháng nữa thì cái cơ đọt của mình nó cũng già, là mình kéo được thêm cơ lá nữa, bắt buộc mình phải dưỡng đọt nha các bạn. Đây Hugo nè, hoạt chất Catap tương tự con ba đăng các bạn, 92% nữa các bạn, cộng thêm theo hoạt chất là acetamiris 3% nữa. Mình xài này xài cũng ổn, ok không các bạn. Rồi đây này, đây thì ở đây thì Út lúc nào xài cũng kết hợp với thằng rầy nước cho các bạn, hoặc là sâu nước hết trơn, nó tăng hiệu quả đảm bảo cho mình nha. Đây xe rất rong nè, 500cc. Thì thằng này thì các bạn quá ganh rồi, thì cái chai này là chai 100cc, thì các bạn khoa cho Út là hai chai vô phi thì các bạn khoa hai chai này cộng thêm với hai gói Hugo nha, mình xịt mạnh mạnh chút nha cho nó đảm bảo vậy, chứ đừng, các bạn đừng có sợ tốn tiền mà các bạn xịt mà cái những cái giai đoạn mà nó quan trọng, nó cần thiết mà nó để cho ngày nó đánh te tua là các bạn thua nha. Rồi thì thuốc thì men thì nó cũng chỉ vậy thôi các bạn, đơn giản thôi. Cái này là cái bộ tàu mầm lần 1 lần đầu nha, rồi tàu mầm lần 2 thì Út sẽ đổi thuốc khác, thì tới đó thì Út sẽ chia sẻ thuốc cho các bạn nắm nha, các bạn biết thuốc gì nha. Rồi ok, thì nếu các bạn thấy video của Út nó hữu ích thì xin cho Út một like và một lượt đăng ký kênh nha. Rồi cảm ơn các bạn, chào các bạn, hẹn gặp lại.